xơ tử cung là căn bệnh có tỷ lệ mắc lên tới 30% ở những phụ nữ từ 30 đến 50 tuổi. Bệnh hay gặp ở phụ nữ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau và thường là những người đã có quan hệ tình dục. Khi lượng estrogen trong cơ thể tăng cao, u xơ tử cung thường to ra do sự tăng sinh các sợi cơ, mô cơ ở thành tử cung. U xơ tử cung có thể dao động về số lượng và kích thước. Nó có thể là một hoặc nhiều u, kích thước các khối u xơ từ rất nhỏ đến rất lớn. Tuy nhiên, đây không phải là căn bệnh nguy hiểm, bởi đa phần các u xơ tử cung thường lành tính. Nhưng căn bệnh này gây cho người bệnh những triệu chứng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Có một số ít các trường hợp là u ác tính có thể dẫn tới ung thư. Vậy để phòng ngừa và phát hiện sớm căn bệnh u xơ tử cung, phụ nữ cần trang bị cho mình những hiểu biết gì là căn bản? Chào mừng quý vị đến với chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn và hệ thống nhà thuốc Phano. Quý vị vừa xem xong video clip của chương trình với chủ đề u xơ tử cung. Như quý vị đã thấy, u xơ tử cung thật sự không phải là một bệnh lý nguy hiểm. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm bệnh lý này là rất quan trọng, bởi vì nếu chúng ta điều trị trễ có thể dẫn đến những cái biến chứng như là ung thư tử cung. Đây là một điều rất nguy hiểm. Để tìm hiểu thêm về bệnh lý này cũng như các thông tin cần biết, xin mời quý vị gặp gỡ với các khách mời của chương trình. Đầu tiên xin được giới thiệu diễn viên Thân Thí Hà. Chào anh Long, chào bác sĩ. Chào Hà. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu đó là bác sĩ Tôn Nữ Phương Thảo đến từ khoa phụ sản Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Chào bác sĩ Long, chào diễn viên Thân Thí Hà. Không biết là hàng ngày chị Thảo khi mà khám bệnh, chị Thảo có hay gặp những cái trường hợp bệnh nhân bị u xơ tử cung không ạ? Dạ, u xơ tử cung thì là một cái bệnh phổ biến của phụ nữ. Gặp rất nhiều, tỷ lệ gặp tới khám phụ khoa trong cái độ tuổi sinh sản thì tới 30-40% là có u xơ tử cung. Cái nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này bác? Cái triệu chứng nào để cái người bệnh họ biết là họ đang mắc phải căn bệnh u xơ tử cung hả bác? U xơ tử cung thì tùy theo cái vị trí và tùy theo cái kích thước của cái khối u xơ mà có thể trên cái thực tế người phụ nữ hoặc không có triệu chứng gì, hoặc có thể có những biểu hiện rất nhẹ hoặc là biểu hiện rất là nặng. Điển hình của cái u xơ, bệnh lý u xơ tử cung đó là ra kinh nhiều ngày, thì cái thuật ngữ y khoa thì gọi là rong kinh, trên 7 ngày thì gọi là rong kinh, hoặc là kinh nhiều còn gọi là cường kinh. Thì trong cái quá trình ra máu nó có thể máu loãng kèm theo máu cục, đau bụng kinh thì bác sĩ thường gọi là thống kinh, đau nhiều lắm, đau khi hành kinh, hoặc là có thể là người ta thấy cái bụng nó, bụng dưới tự nhiên to ra, dần dần nó to ra, hoặc là người ta có cái triệu chứng về cái đường tiểu, tiểu khó, tiểu rắc, hoặc là nhiều khi bí tiểu. Vậy thì cái những cái giai đoạn mà nó mỗi ngày nó có mỗi khác nhau không bác, hay là nó vẫn là cứ đau bụng như vậy, hay là khi mà mình nặng hơn thì nó sẽ có những triệu chứng như thế nào nữa để mình nhận biết rõ hơn? Thì cái u xơ tử cung tùy theo cái tốc độ phát triển của cái khối u xơ và cái vị trí của cái u xơ. Mà có thể là nhiều khi người ta sống cho tới khi mãn kinh người ta không có triệu chứng gì, hoặc là cũng có thể chỉ trong vòng vài tháng những cái triệu chứng nó nặng lên hơn nhiều. Thì đó là cũng tùy theo, bởi vì cái đặc điểm với cái u xơ nó có cái đặc điểm không phải là nó to mà nó nặng. Có nhiều khi những cái u nó rất nhỏ nhưng nằm cái vị trí nó gây cái biến chứng nhiều. Có nhiều cái u nó rất to nhưng mà nó hầu như nó không có gây cái biểu hiện gì. Vậy là thấy cái... chị Thân Thí Hà có vẻ căng thẳng. Dạ, tại cái căn bệnh này nếu tuy là nghe bác nói thì là lành tính, nhưng mà nếu như mà người bệnh người ta không điều trị và không phát hiện sớm thì nó có ảnh hưởng gì nhiều không bác? Có chứ, tại vì đặc điểm của cái bệnh u xơ này nó phát triển từ từ, nó không có quá gấp. Như cơ thể người ta nhiều khi nó quen với cái nhịp độ phát triển từ 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 từ, năm này qua tháng nọ, thậm chí nhiều khi biến chứng mà người ta không có nhận ra, kinh bắt đầu nhiều lên, hoặc là thì nó gây nên tình trạng mất máu. Có nhiều người tới bệnh viện với cái mất máu rất là kinh khủng, máu xanh nhợt nhưng mà ta vẫn sống chung, ta nói lâu nay em vẫn thấy bình thường,
thực ra là tại vì cái nguy hiểm của nó là như vậy đó. Nguy hiểm thầm lặng, nó là thầm lặng, nó không phải là cái gì mà nó cấp nhiều, thành thử nó gây thiếu máu nhiều. Hoặc là đôi khi người ta đến khi chữa nó, em lấy chồng sao tự nhiên bao nhiêu năm rồi không có con, thì mới phát hiện ra là u xơ nhiều, nó chiếm nhiều trong cái lòng tử cung, không không có sanh đẻ được. Nhưng mà người ta vẫn không thấy nhiều, nhưng mà em đâu có thấy gì. Thành thử ra cái vấn đề nó như vậy. Cái vấn đề của nó là gây biến chứng rất nhiều, ảnh hưởng lên cái chất lượng sống, vì nó thiếu máu, nó gây đau đớn, nó kinh nguyệt nhiều, hoặc là nó gây vô sinh, hoặc là trong quá trình sanh nở nó khó. Nhưng mà người ta vẫn một cách từ từ người ta không có nhận biết rõ ràng. Không biết như vậy thì cái nguyên nhân nào mà nó dẫn đến cái bệnh u xơ tử cung này, bác sĩ Thảo thì chia sẻ thêm thông tin cho khán giả được không ạ? Nguyên nhân mà thực sự về cái cơ chế bệnh sinh thì hiện nay người ta nghĩ nhiều đến là do một cái tình trạng là do cái tăng cái nội tiết tố nữ estrogen trong cơ thể người phụ nữ. Thì người ta nhận thấy rằng là những cái người phụ nữ nào nó có cái u xơ tử cung thì khi xét nghiệm ra cái nồng độ estrogen nó tăng cao. Thì nhưng mà thực tế ra cho đến bây giờ người ta vẫn không biết là nó là cái hậu quả của là cái u xơ tử cung hay là nó nguyên nhân gây nên u xơ tử cung. Nhưng mà thực tế ra thì bây giờ người ta thấy những cái cơ địa, những cái người mập, những cái người có kinh sớm, những cái người béo phì có kinh sớm, hoặc là sinh ít con, hoặc là vô sinh, những cái người mà xét nghiệm ra estrogen tăng cao thì cái tỷ lệ u xơ nó gặp nhiều hơn. Do đó người ta nghĩ nhiều đến cái nguyên nhân đó, cái cường estrogen nó gây nên cái u xơ tử cung, và cũng chính nó làm phát triển nên cái u xơ tử cung. Sinh ít con cũng bị nữa ba? Sinh ít con thì nó cũng dễ bị u xơ. Dùng cái gì cũng có cái hay và cái không hay của nó. Dạ. Như vậy thì cái cách điều trị căn bệnh này thì có nhất thiết phải mổ không á, hay là mình chỉ là uống thuốc, hay là dùng phương pháp nào để ngăn chặn cái căn bệnh này ạ? Hiện nay thì thực sự ra điều trị u xơ tử cung thì có nhiều cái tiến bộ vượt bậc. Có nhiều phương pháp, mà thì hai cái phương pháp mà trước đây thì hay dùng vẫn là nội khoa và phẫu thuật. Thì điều trị nội khoa thì người ta dùng thuốc giảm đau, hay là dùng những cái thuốc để bù lại cái lượng máu mất, hay là dùng những cái thuốc chống lại cái nội tiết tố estrogen để nó làm cho cái niêm mạc tử cung nó mỏng đi, nó bớt ra máu, và người ta cũng cho là nó làm hạn chế được cái tốc độ phát triển của khối u. Tuy nhiên đó là những cái điều trị nội khoa, chỉ là những cái điều trị tôi gọi là nó không có triệt để, thì nó chỉ là giảm thiểu cái triệu chứng mà thôi, và những cái trường hợp nhẹ. Còn phẫu thuật á, thì nó triệt để hơn, thì nó lấy đi được cái khối nhân xơ, nó làm cho những cái triệu chứng đó là mất đi hoàn toàn. Thì phẫu thuật thì có thể là phẫu thuật hở, phẫu thuật nội soi, có thể là cắt tử cung hoàn toàn hoặc bán phần, hoặc có thể là người ta chỉ là nội soi lòng tử cung để người ta dùng cái phương pháp cắt đốt qua nội soi để lấy đi những cái nhân xơ tử cung dưới niêm mạc. Còn hiện nay thì có những cái phương pháp mà người ta nói là không can thiệp phẫu thuật, không xâm lấn, nhưng cũng đem lại cái hiệu quả cũng khá tốt. Đó là cái phương pháp thuyên tắc động mạch tử cung. Và ở Bệnh viện Hoàng Mỹ thì đã thực hiện cái phương pháp đó. Thì người ta chỉ dùng những cái, ta dùng cái một cái catheter nhỏ, ta luồn từ dưới cái động mạch bẹn, nó đi lên tới ở trong cái động mạch tử cung, và người ta chọn lọc những cái nhánh động mạch tới cái khối nhân xơ, khối u đó, người ta tắt bằng những cái chất keo dính lại, giống như bít lại, thì mạch máu nó không nuôi dưỡng được khối u, thì khối u nó sẽ teo nhỏ đi. Cái phương pháp này đặc biệt tốt đối với những người còn muốn còn giữ cái tử cung, đặc biệt những cái người chưa sinh sản, bảo tồn được cái tử cung. Và hiện nay cũng có một cái phương pháp cũng đang được thử nghiệm mà cũng được giới thiệu, thì đó là một cái phương pháp người ta gọi là phương pháp First MRI. Thì cái phương pháp này là phương pháp gì? Người ta dùng sóng siêu âm ở cái tần số cao, cường độ cao, mà để tạo nên cái nhiệt mà khu trú để nó đốt cháy cái tế bào đít, tức là cái tế bào u xơ đó, dưới kiểm soát định vị của là cái máy cộng hưởng từ.
MRI thì cũng đang được thử nghiệm, thì cũng cho bước đầu khả quan, kết quả cũng tốt. Tuy nhiên nó kén khách hơn, nó kén cái bệnh nhân hơn, có nghĩa là phải những người mà đủ cái tiêu chuẩn làm. Thứ nhất là nó đắt, cái thứ hai nữa là cái khối u nó phải là đủ cái tiêu chuẩn, như là vị trí, như là kích thước chẳng hạn, tuổi thì mới làm được. Thì mình cũng mong sắp tới là những cái phương pháp mà không xâm lấn này, này giúp đỡ hơn cho cái người bệnh nhân u xơ tử cung, tại vì người ta nghe mổ người ta sợ. Dạ. Vậy thì mình phòng tránh cái bệnh này thì mình phòng tránh như thế nào hả bác? Phòng tránh u xơ tử cung thì thực ra thì người ta thấy không thực hẳn là mình có thể hoàn toàn phòng tránh được nó. Dạ. Có nhiều em còn nhỏ xíu 20 tuổi vô đây một cái u xơ rất là to, chưa làm được gì hết mà đã đó một cái u xơ rất là to. Tuy nhiên người ta thấy có những cái biện pháp thì cái phòng tránh là nó để cho nó đừng có quá phát triển. Cái phòng tránh mà phát sinh thực sự ra khó, nhưng cái phòng tránh để cho nó phát triển, để tới cái giai đoạn bệnh quá to, quá nặng thì có thể được. Như đầu tiên là mình phải đi khám định kỳ. Yeah. Khám định kỳ sao? Để nó phát hiện được, mình điều trị kịp thời từ khi có cần điều trị. Ví dụ như muốn vô sinh mà mình để cho tới lấy chồng khoảng 5-10 năm rồi, tới khi tới vì mình khoảng 4 mấy tuổi rồi, đôi khi đâu điều trị gì được nữa, tại vì cũng quá tuổi sinh sản rồi. Trong khi chỉ đơn giản, một cái phương pháp rất đơn giản, soi lòng cắt cái polyp từ cách đây mấy năm là người ta có thể đẻ bình thường. Đó. Yeah. Thì bởi vậy do đó mình phải đi khám định kỳ. Là phương pháp bây giờ người ta thấy những cái thừa cân béo phì, cường estrogen thì nó cũng là một cái phương pháp, cũng là một cái tác nhân. Nó gây cường estrogen, nó làm cho dễ phát sinh u xơ. Thì do đó một cái chế độ sống mình lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất lành mạnh và tránh quá tăng cân quá mức cũng là một cái phương pháp tốt để điều trị. Dạ, để em phòng thấy ngừa. Là cách tốt nhất là mình đi khám định kỳ. Tập thể dục là quan trọng nhất đó, hả? Đúng rồi. Bây giờ thì bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là để tránh những cái điều đáng tiếc xảy ra. Như quý vị đã thấy qua buổi thảo luận với các khách mời của chúng tôi, bệnh u xơ tử cung thật sự thì không có một phương pháp nào phòng tránh một cách có hiệu quả cả. Chính vì vậy, việc tái khám định kỳ, việc phát hiện sớm bệnh qua những triệu chứng rất là thông thường như là rối loạn kinh nguyệt, theo cái dạng như là cường kinh, như là rong kinh, chính là những yếu tố mà giúp chúng ta có thể phát hiện và điều trị bệnh lý này kịp thời, ngăn ngừa những biến chứng về sau. Rất cảm ơn nghệ sĩ Thân Thí Hà, cảm ơn bác sĩ Thảo đã nhận lời tham dự chương trình. Chương trình Cảm năng sức khỏe với chủ đề u xơ tử cung xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn và hệ thống nhà thuốc Phano đã tài trợ chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.